Là chúng ta và chúng ta chính là nó. Chúng ta tìm thấy mình trong mỗi con người ở đây. Và chính cái sự giống nhau đó nó cộng hưởng một sức mạnh khổng lồ. Nó đưa cho chúng ta những cái thành công mà chúng ta không hề biết đến. Em không có dũng khí cho chị ý đâu. Em không đi gọi mọi người đâu. Em đã hai lần không trả lời là em thôi luôn á. Em thấy chị Ly đi chơi rồi thủ lĩnh nằm vùng rồi đi tập huấn rồi sướng quá, góp hình rồi các kiểu, rồi em thấy cũng mê mê. Con gái thôi thì nhận đại chắc là cũng được đi tập huấn. Phóng từ bên ngoài và phóng vô trong. Cảm xúc em lúc đó là em không có chiến thắng nữa đâu. Thôi đua không được, nhưng mà đội em rồi có bị làm sao hết. Em không muốn anh Bình như vậy. Mọi người không hiểu được cảm giác lúc đó. Lúc đó em gào thét lên là...